OK, chương ngày đăng lục phụ sum demo để tôi chỉ muốn nâng notation tích để dừng dây P E O D notation. Chương thằng ông đi, bảo chẳng học đi. Mưa tam liên này là phụ ao nâng tới viên miên phụ muội nâng hay từ mưa phụ muội nâng ở lùm ắt tới. Cứ từ học đi ai sẽ vô bị E O D nâng ban bị theo lại. OK. Còn bên đây là lục phụ sum lược sủng khăn đặc bay tế để tôi chỉ muốn nâng chain notation là không phạt thú. Hay dùng all notation được trong part 5 hay năng group notation. Chẳng bởi dương dây P EOD cứ dương sụp đau từ lưu entity relational diagram. Chẳng dương bắt đầu từ lưu attribute, bắt đầu từ lưu entity, bắt đầu từ lưu constraint hay năng bắt đầu từ lưu key. Chẳng bởi dương sắc xa P database notation dương sắc xa buôn năng tùm rung mấy dương hào thả entity hay attribute để nó có entity nâng cứ viên nâu bạc mệnh. OK, chẳng bởi dương dây dòng P entity nó có thể ai xong qua rìa bàn tha chìa chìa ấy để nó có nông đặt tập bệnh bởi dương ai hai việc mùi tiết thầm mệnh. OK, ọt dân thì dùng này vì cả nó compare và liều viết nó có nông đặt tập bệnh dương chạy sạch. Chẳng bởi kênh dây bị entity cứ dương thử reflector theo bọn bởi dương. OK, chẳng bởi cái đặt thay entity name nó có nông notation dương thử phải viết tới chia table name. Bởi cái đặt thay attribute dương thử phải viết tới chia column name rồi có field name. Data type được khi niệm. OK, constraint chmua này. OK, diagram bởi dương. OK, chẳng lực xung chấp đảm vì Barker notation. Chẳng Barker notation này chia bởi phép notation mùi đại các bạn tay dương ngọc sư khơi miên kia do tập hợp ta nát chân sử mẹp in thi bộ viết cư miên tùm rung bạp niệm chia ok cờ rê hai nực nông cờ rê nâng cư viên miên attribute nực nông nâng. OK, chân sử mẹp attribute đã miên nực nông bạc hơn notation nâng cư viên miên bay tùm rung viên miên chia unique identifier đai đồng nang đôi sử nhà thùng chút miên mandatory đã đầm nàng ôi sẽ nhập cái nâng optional đầm nàng ôi sẽ nhập ổ mình chẳng biết được ổn này chụp ở tệ tương chỉ mùi nâng bạc hơn notation nâng cứ khơi tùm rung bạc nâng này miền thùng chụp phong, miền cài phong, miền sổ ổ phong hay tệ tương chỉ mùi thùng chụp đại chia unique identifier đứng dưng sầm đau từ lửa ấy chẳng kia đã thay uniquely identifier an entity instead chúng này mandatory kia đã thay its value can be null chúng này optional its value can be null này. Chẳng mình đây thầm mình mình là unique identifier nâng chia column name mới để đánh khác thật từ miền hay ọt ách nào là bỏ lệ rồi cái dương hào tha chia primary key nâng. OK, chẳng này mandatory cứ chia column name mới đá có phần tay vì ách miền nào là bỏ chẳng raw record in attribute na để miền nào là bỏ ọt ách cho chia primary key bà này ta đắt. Chúng này hay optional mình đây thay vì mình có bán ọt cập bán chứ thì hoa dương kết thay khẩu lầm nèm nâng rồi có tìm dụt nâng vì mình có bán ọt cập bán được nông thép bò bởi dương đặt sau ô bình bục mà. Thế tao mà tiết tệ tương chứ mùi nâng relationship bởi vì mình bị bập hết cứ bật tọt trống nâng bật tọt cho chơi chứ là bật tọt cho chơi những cái hai thay optional relationship bật tọt trống nâng chia mandatory relationship. Thế hay tệ tôn chỉ mùi nâng cardinality bởi viết đôi khi nế vì mình sẽ nhà bay chặt phim một chế cứ đôi chỉ mùi nâng tệ tôn mùi growful notation dân đại hay mùi nế cứ tệ tôn chỉ mùi nâng example ông P Barker notation chẳng cái mình entity department mình relationship chỉ mùi nâng entity employee hay department nâng cứ vì mình relationship trong tổng rung chia optional mình đây thay vì ai mean relationship của bạn hoặc của bạn chẳng này employee ở đây cứ đánh khát thời tầm mean relationship hai mươi tiết nông thông department mean ai khoảng đó thì ai có quan nghĩa bạn hết cả lâm nem ID với đa tua chị ấy identifier unique identifier attribute name đa tua chị ấy mandatory attribute address đa tua chỉ optional attribute cho nên trong department mới ID đặt khác thử tài chia unique để sao dùng set which primary key sử dụng trong relationship. OK, bắt đầu vì mình sử dụng cái nông năng tiệt chứ mình đây thầm mệnh mình đây thế vì ai chia mandatory
attribute được kia. Ok, chúng này address miền cả bạn hot cả bạn cái nông department này. Được kia là cái nông employee ghi dùng miền ID chia unique identifier được kia. Hay miền name chia mandatory surname hay nông qualification. Ok, chân ở lúc ấy sản phẩm là phần nâng sẽ mẹ bạc khờ. Tại sao tại dương ở đâu lưu bạc khờ tế. Còn là cho ngài đấng tha bà sân chì chuộc relationship bạc nâng miền chì bậc hết bạc khờ notation này. Ok, chọc bì bạc khờ máu dương miền chèn notation. Chân chèn notation tự ngọt này bà hai chì riêng bàn chờn. Được nông database. Chân còn đây demo bà thaym. Chân chèn notation cứ riêng chì ấy clip. Sẽ mẹ entity bà vía. Hai viết bài chạy chia strong entity hay nâng weak entity. Entity đã clang nâng entity đã xoay. Chẳng hạn phép hết nha chia entity xoay. Phép hết nha chia entity đã strong hay nâng. Tự ổn nha riêng nâng nâng đợt bài hào vậy. Sầm khán khoản ra sầm qua lì mất xì nhà vi tục. Ok. Chẳng à strong cứ dương cụ mà chân nâu đề. Đó bì weak weak nguyên bì chân nâu. Chẳng hạn nâng chia phép hết. Ok, entity bởi dương. Hai viết miên đo tư mùi phép hết tiệt. Đã miên xì nhà thấp bông nâng nâng. Để dương hai thác associate entity. Chẳng associate entity mình đây thầm ấy. Mình đây thế. Vì chia. Ok, entity mũi để mình relationship cho ra. Nó không nâng sẽ mẹp chọn relationship mũi kia chẳng tờ. Rất có sẽ mẹp tình hạn thần đồng tờ cán relationship xem xanh tiền. Sorry, entity xem xanh tiền. Ok, chẳng khỏi bị dương ban điểm mất xỉ nhà bây nâng hái. Tư dương mở mơ attribute mặt đồng. Chẳng nó không nâng chain notation ní attribute vía tùm rung chi oval. Phong cập bớ. Chào đặc hơn tụm rung phong cặp bơ nó cứ chỉ phép chain notation này trong database của chúng. I mean chỉ example và kế cái miền table movie rồi có entity movie một đây miền attribute chuẩn prime title director written by duration hay nâng release date. Chân ở kia từ lọc từ database mình tha entity hay nâng attribute đây miền ở trong chain notation nó miền màn phép. Chẳng entity dương khởi 7. Châu bà attribute với miền mạng tập hết. Thế, mùi này chỉ primary, chỉ key attribute. Hai chỉ, for, chỉ foreign key. Hai chỉ primary key. Chẳng vì miền define được nóng notation nâng. Rồi có symbol nâng. Chẳng mùi dương anh chạp vào rộng thế. Ai nâng cầm nót việc bàn này. Ok. Chẳng ai mà chạp vào rộng lưu. Ok. Chạy tông cho mùi nâng attribute đã miền được nóng chèn tích. Chẳng tìm mùi cứ key attribute đã vì miền tụm rung chữ oval hay vì mình cũng phải toát underline bị khổm chả nâng cứ chia primary key nâng ok attribute bởi dương nâng tụm rung chain notation chẳng bởi khơi theo bỏ khá khơi mình attribute mũi chúng ta vin hay mình phải toát bị khổm chả nâng cứ chia key ok chia primary key rồi có chia key nào mũi này ok theo bỏ bởi dương này. Mỗi tiết cứ dương hào tha partial key attribute rồi có foreign key attribute chẳng mời đó thì trong set column name nè rồi có attribute nè chia ok key đó thì ai phở cho mùi nâng sẽ nhạc cho chạy và toát cho chạy bị khổ thế mỗi tiết multi value attribute miền đây tha chỉ attribute mỗi đại miền double oval nữ không nâng chẳng cứ miền toát phỉ đại miền đây tha vì miền xung phi nó khẳng khéo. Chẳng nâng cứ chia multi value vậy. Hai multi value dương xâm đau từ lửa ấy. Nên dương này chạm mất. Multi value attribute dương phở dự mẹt vừa ấy. Cứ dương phở dự mẹt đặt đồng lấy tràn một nông nâng. Chạp bị bí tờ. Ở thì hóa ra mình đừng bởi nè. Ok, mình đẹp tôn chủ mùi nâng. Ok, lấy tụ sập tràn. Chẳng dương ai phở chủ mùi nâng multi. Multi attribute nâng bạn. Ok, chẳng nơi khả năng này kì miên tệ tôn cho mùi nâng hobby mùi. Ok, chẳng user mùi có miên hobby cho ra. Ok, nơi khả năng nâng ai ăn sợ phơ, đập chùm riêng, liên game, rồi có research ấy chẳng tật. Mùi tiết tệ tôn cho mùi the right attribute, cứ chìa bập hết. Ok, attribute mùi đại miên oval đấy, có phần tay kì hạ đặt oval. Mình đây ha, cho chói, oval thường không cho chói. Ok, chẳng the right attribute này dương phở sẽ mẹ thua ấy. Ok, the right attribute. Cho những mươi example cái tớ có ai cắt này dùl bàn này. Cái đạc column name price rồi có attribute price muối chỉ oval.
Okay, sorry, ở chế độ right attribute. Trong bên này thế, the right attribute dùng phở viết sử dụng set column name, rồi có attribute nâng, nâng cao thuốc ca kẹt này này ấy mùi. Ở tiêu hoa thế, phải dùng vô từ bột đọc khuôn chay hộ total hộ ấy tiêu chân tới, rồi có dùng format viết chế total tới, chẳng dùng set column name bạc nâng mà. Chẳng kia nâng đăng thế, attribute nâng, rồi có column name nâng phở sử dụng kẹt này này bạc tỏ. Okay. Chẳng bạc tỏ vì nâng tiết, tại tôn cho mùi nâng relationship bảo vía chứ relationship có bài trai chỉ pi đại weak relationship nâng strong relationship đại weak nâng cứ miên tùm rung chia đại món hai miên ok double đại món khăn nâng chấm nay relationship nâng khăn ní cái bài trai cardinality bảo vía chia one to one to many hay nâng many to many hay optionality bảo viết cứ miên tệ tôn chỉ mùi nâng và toát thoáng hay nâng và toát cho được kinh nghiệm và xin chẳng có khả trong phở optional relationship phở cho đại màu được bạc hơn chẳng ok chẳng xin mẹp cardinality tùm rung one to one chẳng cái lại này cái đại employee manage department hay cái đại lịch mùi chẳng được nông tệ tôn chỉ mùi nâng chain notation cứ cái phở này mất dành nhà lịch hay ok, many cái ai phở này mất sinh nhà ăn, rồi có sinh nhà non. Cái ai phở chốt mùi, rồi có sinh nhà đôi đại dương phở nó có nông bạc hơi, ok. One to many, mình này thay theo bỏ mùi, mình relationship từ chỉ mùi đừng theo bỏ mùi tiết, ta mà được dạ. One to many, rồi có mùi ăn. Ok, hay many to many, sorry, many to one, chẳng ăn từ mùi. Hay nâng many to many cứ ấm ăn. Chẳng nâng tùm rung nâng nóng ở chén bởi dự. Ok, chẳng lúc cùng mình tập phân nâng tiết sẽ mẹp chén dương trú trú đã bay nghe xuống nâng ca tại ăn ở bọt bàn tích. Mới tiết cư bộ phết notation tí bấy đã dương hào tha ID, E, F, mùi X. Chẳng nâng có chiếc bộ phết notation bởi dương đại. Hai tùm rung entity bộ viết cư viên miên pi tùm rung bạp nít cư tẹt tông cho mùi nâng weak entity nâng strong entity. Đại weak entity nâng dương hào tha dependent hay strong entity dương hào tha independent hay tệ tôn chủ mùi nâng ni bảo viết cư ni mất sinh nhà bảo viết cư viết bài chai chỉ pi đáy miên round corner rectangle ok hay nâng mùi tiết cư tệ tôn mùi rectangle bởi dương chân vi hiện chúng hay nâng ớt sâu chúng chân nâng đồng nang ai entity bởi dương nâng hay tệ tôn chủ mùi nâng attribute bảo viết cư viên thân được khốn nông nó không đăng này. Chứ bây giờ khi mưa mà play tới với ai trở lòng dùng với nâng ok, grow food để từ một tiền. Chứ này relationship bảo viết cứ viết đầm nang hoặc niềm mất sinh nhà bạp niệm miền zero one or more cứ sinh nhà đau miền tệ tôn chủ mùi nâng đau khi cái hào tha one or more rồi có z cứ đầm nang hoặc zero or more rồi có ấn đầm nang hoặc exactly ấn rồi có ấn ấm đầm nang hoặc from ấn to ấm many to many rồi có ok bracket hay ăn tiết chả nâng cardinality đại special trên kệ ok hai mươi đấy cứ tiệt tôn chỉ mùi nâng example bảo vía chẳng cái miên tiệt tôn mùi independent entity mùi bột ok hai cái miên tiệt tôn mùi dependent entity mùi tiết từ chapter chẳng nó không nâng giúp hơn miên chapter chỉ chọn chẳng tờ ok, chẳng hạn nâng cư tiện tương cho mùi nâng ca trong relationship rồi biến ok, strong entity cho mùi nâng weak entity chẳng, đó thì ai tưởng mơ sẽ chỉ independent, sẽ kia chỉ dependent nữ ok, definition viên bản chẳng lúc cuộc hình đọc bỏ 2 tiện tương cho mùi nâng symbol to truth hai relationship viết cư nơi lại nì mùi mùi hoặc mà ưu nâng ok, chẳng ID IFX cư miền bản nâng hay mới tiết cư arrow notation chẳng arrow này có thể khuyên cái phở đại chẳng xe mẹp arrow notation cứ viết chuộp màu cho mùi bạp này nè bây giờ dừng dây bị entity cứ dừng dây chuộp cho mùi nâng relationship màu sạp chẳng entity dưới nằm nang ở rectangle đi kia có phần tay vì mẹp chuộp màu cho mùi nâng xe nhà phủ anh hãy miền mù miền xe nhà phủ anh single arrow miền double arrow chẳng tự chẳng nâng bằng 2 nhóm P cardinality viết đi kia đây chia zone hay arrow bởi dưỡng cư zero rồi có one chấm này ai arrow thực tế cư dương hào thao one hai bà sân dì minh arrow pi dương hào thá zero or many relationship
hay bờ miền chốt mùi tiết hay miền đã tâm ở rô bi tiết nhưng hà thờ vôn ông mê nị thì chẳng cái miền ấy xâm hò lưu kì nế bục ní miền relationship thật căn chép thờ chẳng viên khăn ông tùm rung ấy sẽ rô ở vôn chỉ mùi nâng mê nị thế ok chẳng cho đo notation tì bấy ok mình tì bấy tì pram ấy cứ chỉ notation để dương phở viên chỉ mùi nâng ổ phỉ rồi còn dương hào thá dùm all notation chương notation này cứ từ học niên cua tại sách sao viết bằng hàm tiết tại sao viết mình bắt đầu tại từ lơ ER diagram thế cứ viết bắt đầu từ lơ programming tiền ok chương sự nghiệp NTT viết cứ tăng đòi rectangle được nhé hai chấm này ai relationship viết cứ viết miền bằng lệ zone muôi rồi còn zone ca như chân tử chương bởi dương khi zone hay là muối dương hai tha zero or one và dân khinh mùi tật tế dân hào thá one or only one và dân khinh sôn hết cái cứ zero or many rồi dân khinh mùi cái cứ one or more rồi dân khinh đã tôn cho mùi nâng ấn cho anh ấm cứ là nâng chia bậc hết special này ok hai mùi tiết nó có nông dụng lý cơ dân ai phở viên cho mùi nâng bậc hết generalization bậc hết inheritance bậc hết extension chất bản nó có nông object oriented của dương và nay cái này nick bắt đầu để lựa database sân tế thì chẳng example cái này nick mùi tùm rung chia generalization cái miền super thai hay cái miền điểm mất sinh nhà nick mùi chả năng đồng nàng áo generalization để dùng phở nó không ổ phí hay viên miền ok sub class super class nông năng ngay chân tử chẳng này aggregation cứ miền tùm rung bạp điểm sinh nhà thấp bồn hay và to tiết cứ composition miền tụm rung bài này các bạn đã bên tai viết đặt khám ảo ok chân khi miền example mới tiết tôn cho mùi đường book hay đường chapter đúng chân chapter shop the can book time là yeah, zero or many chấm này ai chạy bị book màu nông chapter bình cứ relationship viết cứ one rồi còn only one này còn bên tai viết thân được nông tụm rung mới để kia hai thằng aggregation bởi dương bị phiệt được nông OOP dương ai hào tập hiện AC nhân tử chân thời trăm tha sập hơi nắng và dương vậy tới với ai chia sụp vật lạc bạc đầy hay là con ông nắng cư viên miên sạp khá đi chỉ chép thơ mùi bị bày buồn này chân tử ok hay sập hơi khác ai nhưng ngon miên chép thơ phòng miên lệ sân vô ở chân tử chân là nắng có dương ai cũng nọt bạn đầy ok chân dù ẩm hớt miên phân nâng hay mùi tiết cư grow food notation chân grow food ní cư dương ai mưu tùm rung bạp nếp bạc chia bậc hết rectangle hay miên column name được nông nâng mùi chẳng ảnh nâng cư chia bậc hết grow food notation này hay grow food này có kê phở trở đá hay chia notation mùi đài đó ở nếp cua tại dô viên tập rạc tại sao ấy tại sao viên chia dương anh bảy viên tư chịu bay khẩn sập nông ca đi sản database bán chia khẩn sập xó chia tệ tông chủ mùi nâng logical hay nâng physical design bản ok chân bật to vì nâng tiết attribute bên này thì cứ chia bật hết nâng tự đại ở đây có bật đáy bật thêm nâng nông khăn khổm chân ai đáy nâng mà cắt khổm này ok entity bởi dương nâng viết sẽ tại chia attribute đấy ok thế nâng nâng tiết dương ai bài chai viết chỉ bây phần này entity đã miên tay khỏi lầm ném entity để mình column name hay nâng data type ok entity để mình tại attribute rồi có column name mình tặng khí mình tặng data type chẳng từ mục tiết dừng nâng award chỉ mùi nâng grow food notation đi được học ok to mà tiết tại tôi mùi relationship của viết rồi có cardinality của viết cứ vì mình tụng rung bạp đi thế để anh ấy cứ chia one rồi có only one hay mau sở nhà thì mất sở nhà bạp đi bạch này ní dương hào tha chia many ấy chẳng viên miên tập pi nâng ấy hơi trong khối ní chia optional rồi cứ dương hào tha zero relationship miên của bạn odd của bạn ok chẳng ưu ti ho tha kê miên one to one relationship chẳng cái này ní student tư xịt chẳng sơ mà nè miên cái này quỳ mùi rồi có sơ only mùi ok miên cái này quỳ only mùi đại chẳng bởi dương khinh chân ốt pi chứ small nâng one and only one ok tòa mà tiết ok cứ dương khinh miên lecturer cho học cho mùi nâng course
để khi châu trong tụng rung one too many chứng cái lại ní lecturer one or only one chứng tại tôi mới cái lại khó ní ai miền khó zero or many chứng ai đừng ở miền khó rồi còn miền khó cái gì cho nên ai many hay đừng many vẫn cứ bài này ok chứng notation vẫn cứ miền phần nắng hay từ mục tiêu là cuộc sống lược vô tại tôi mùi growth notation ní vô tập hợp tại tôi ní ai phở draw io lucid chat rồi còn phở fmc như thế còn bên đây lưu hữu sông phở chỉ mùi nâng quái giọt ok, paradise chẳng đại sao này vì miền phát kịch xe mẹp dương vô viên vô tự phở ok, chẳng nước lấy này chỉ entity bởi dương này chẳng từ học này ai tiên entity mua vô một phá ok, hay nước nông entity ní lưu hữu sông bánh trái nguyên tân chỉ bay bộ phết phết thì mùi cư khẩn sập sọt đi dạy chẳng nông ca đi dạy nó tập bếp dương bay nguyên tân chỉ bay process tới và sẽ tìm mũi từ spiral concept solution thay như cua tại miền thép bò chuẩn luôn của man ok chương lực hữu sông phở dùng mũi nâng thép bò chuẩn luôn pi user ok hay là mũi tiết lực hữu sông phở thép bò mũi tiết cứ thép bò rule chương dương nâng analyze từ lứa ok user rồi có ok user authentication rồi có tệ tương dùng mũi nâng user registration chúng ta bây giờ thằng học này define tiếp tục cho mùi nâng entity dương hai chúng thằng học này thử tới define tiếp tục cho mùi nâng column name viên và tỏ tiệt tỏ nót ok, rồi có attribute của viên chúng xua thà ta user thay bỏ cua tại miên column name mán rồi có attribute cho nguồn mán chúng user nâng không thể attribute sorry, entity user bởi dương nâng dương anh đặt username ba nót bạn dương ai đặt password ba nốt bạn dương ai đặt user rule ba nốt bạn chứ dương ai đặt tell rồi có email ba nốt bạn được gì chứ dương chọn đặt phần mềm column rồi có phần mềm attribute nó không ok entity nâng rồi có thể bỏ nâng các bạn này hai bữa tao mà tiết chấm dương release từ lứa attribute nâng chào thắc cua tại miền attribute nạc lạc assign từ lứa system rồi có business analysis bởi tầng ốc điện ok chẳng hãy đây bạn chỉ kì lược cho attribute tập phần nâng hãy đây bạn chỉ kì lược cho attribute trần dương nâng chẳng được phê tầng ốc này analyze từ lược business flow tới rồi có client này có thở ca tới tầng ốc này nâng bật thêm khả lòng khuôn ai nhé rồi có cắt bật thôi khả lòng khuôn ai nhé ok chẳng được nông ní nâng phê đại dương đi sáng bạn tùm rung phần nâng dương ai hào thá ok concept so đi dài mùi chứ là khu xông đã viết phần đi chó thì to mà tiết là khu vô viên mà ta đại lưng implement từ lưu ấy implement từ lưu column name rồi có attribute thế chẳng viên client tới chia ok concept source design ok, select version, create thumbnail. Yep, phần này. Ok, chẳng dương ai set column mới viết bán, new column mới máu. Chẳng lực hữu đạt tha ID. Ok. Chẳng dương set data type viết chữ A. Chỉ tu tới lực hữu cho chất phở chá. Chẳng xong phở chỉ mùi đường chá. Ok. Ok. Chẳng viên mình viên tầm mắt khẩn lắm nó không user nhưng analyze hết nhưng cơ thà vì ai miên buôn khẩn lắm ID username ok password nâng user rule chứ là phút xong bà cao viên buôn khẩn lắm hết ok thay mùi khẩn lắm tiết chẳng khẩn lắm tí phí phút xong phở viên tới chia ok username thế hãy lực hợp với chữ mùi nắng và cha ai chân tử rồi còn đó khi phở anh cha từ đại của bạn đấy còn bạn đấy lên đi đặt hạ sập rồi còn đặt đọc ai chân tới rồi còn một hay tới đặt sai từ lứa đó khi cũng nọt thay user thở viên của mẹ còn một tiết lực hợp set password ai bia thì chân không ní nhưng đặt hai cha một hay trong khối kia cứ lực hợp set tới chia ok rule chúng mình đây là chỉ user rule cho là khu phở cha mà phê đá
chân chỗ đó table rule mà đòn chân là vụ ai đã chia ID được cái nía thấy xong phở chỉ mùi nâng cha mà thấy để xa tại foreign key dứng cứ cha mà thấy bà đây ok to mà tiết cứ dương phở chỉ mùi nâng ok rule name chân rule name ní là vụ xong phở chỉ mùi nâng cha ha sắp cho chúng ta chạy sẵn đánh dương phở đón ha sắp ok chân này cứ tùm rung TP bởi dương đại dương hai tháng ok, conceptual design hay cho logical design dương miên column name rồi có dương miên data type ok rồi có dương miên column name chứ mùi nâng key tỏ đắt chân là bây giờ tầm ọc set column name nâng hay hay set key ở bìa chân là nâng cư bìa đa tùa chia logical design nhỉ miên tầng key miên tầng ok, data type miền tiếng column name rồi có attribute chân toàn lại nâng á nâng hiếng ok, chân xong hồ mưu cái lại set key sân anh ấy unique thế mình ok, control z chân là xa tay lúc hồ đã chung mua viên được khí chân tới viên ok, chân được khí niệm tại đây ok, chân nhưng sẽ do tạo mua command đây ok, chân relationship bảo viết cứ PID bỏ rule ní shop mà chúng mình nâng rule nâng nâng table user ok chứ như ai và cao relationship nâng lại nhỉ chẳng tùm rung viên bài mạch one to many many to many rồi có ok tùm rung many to one đi chẳng tự chẳng à sai lưu tưởng ọc ní trong anh tùm rung nà có bản đại có bản đại là khu xong phở chúng mình nâng ok tùm rung one to many chẳng lại ní là khu đã thang FK ok, user rule ok, ạ tử dừng dừng mùi ní máu ok, user rule not found ok, mùi ní rule yep, chân xong đô cái này dừng đang ok user rule ok, xong đô notation tích cái này ní cứ view menu chương trình A cho mơ open specification ok 0 or 1 cardinality 0 or many ok 1 or more anh đi 0 or 1 exactly 1 chương mơ cái này ní đâu về tới chìa đi chìa khinh mình đi ở dưới cái này chẳng biết cái này nâng thử miên ok, exactly one foreign key column mapping ok xem check một đoạn tiếp sân ok, mà set column chini sân lục vi cháo check set key sân ok, delete yes or ok chân nguyên ní hồ mưu set chia primary key sân chân nó cái lấy ná để dừng ai set key ở việc bán ok default value length height domain configuration insert dollar insert specific syncronize attribute collection ok mùi ní include primary key chân dừng thích nặng mùi màu ok hãy bắt đầu mà tiết dừng save về apply chẳng bia đa tua chia khi bạp niệm ok chẳng bật tòa mà tiết dương thịt mơ khẳng đi mà đón hay hồ mơ foreign key nâng này đây chỉ admin đã foreign key đế còn đại viện đã unique hay nâng index ok chẳng ọt ấy tế set viên chào phần nâng tới lần sẽ lại column name ID hay dương set viên chia primary key được ní ok chân bật tốt máu dương ai trong relationship ba này one to many chân là cuộc sống rơi vô relationship các bạn ní ok select pin ní từ khẳng đi vậy ok chân tiện thông cho mười relationship ní cứ cái set column name
sorry primary key ទៅលើ column name id ហើយចំណែកឯ foreign key វិញយើងអាចពលាកន្លែងនេះអញ្ចឹង column name នៅក្នុង table user បកកជាបង្ហាញមកហើយអញ្ចឹងយើងរើសយក user rule មកនៅកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងបានប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអូខេមកអូខេអញ្ចឹងមួយនេះគឺតកតងជាមួយនឹង relationship រវាងពីរ table ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលបានទម្រង់បែបហ្នឹងបងប្អូនអាច execute វាទៅជា short code បានហើយឬក៏ទៅសេ short code ដើម្បី execute វាមកបែបនេះអូខេអញ្ចឹងការងាររបស់យើងមាន2ទី1បងប្អូនសរសេរ script ដើម្បីចង relationship វាបែបនេះដូចដែលយើងធ្វើសប្តាហ៍មុន execute script ទៅចេញ relationship មកបែបហ្នឹងទី2បងប្អូនអាចទៅមើល table យើងក្នុង database ហើយមក design វាក្នុងទម្រង់បែបនេះដោយប្រើប្រាស់អូខេ growth notation អញ្ចឹងបើសិនជាលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនបំបែកវាទៅជា chain notation វិញថាបងប្អូនអាចបំបែកវាបានអត់អូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយល់អំពី notation ទាំងអស់ហើយយើងស្គាល់វាអស់ហើយយើងអាចធ្វើការងារជាមួយនឹង notation នឹងបានដែរអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ការងារនេះបងប្អូនអាចអនុវត្តបន្តិចថាតើអាច convert អានេះទៅជា chain notation បានអត់ឬក៏យក chain notation មក convert វាមកទម្រង់ជា growth notation បានអត់ឬក៏យកវាទៅជា id fh notation ឬក៏រុញទៅជា arrow notation ឬក៏ទៅជា uml notation អញ្ចឹងបើអាច switch វាទៅវិញទៅមកបានបែបហ្នឹងស្មើនឹងបងប្អូនស្វែងយល់អំពីឬក៏មានសមត្ថភាពធ្វើការងារជាមួយនឹង eod diagram ឯងចេញទម្រង់ណាក៏យើងទៅបានដែរតើណត់អូខេអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីអាចសួរសិនហើយចប់ពីនឹងយើងអាច convert វាទៅជា chain notation បន្តិចមកអាចប្រើ draw io ក៏បានដែរដោយសារវាស្រួលគូអូខេមានអីសួរគ្នាយើងអូខេអញ្ចឹងបើអត់មានទេលោកគ្រូសុំ script ប៉ុណ្្នឹងសិនអូខេអញ្ចឹងការ convert វាមកជា chain notation គឺយើងអាចប្រើនេះបានប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងអ្នកនរគ្នាប្រើ draw io ទៅឬក៏ lucid chart ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមក define តកតងជាមួយនឹង entity 2សិនអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំទាញវាមកបែបនេះ2សិនអូខេអញ្ចឹង table 2ហ្នឹងគឺវាចង់ relationship គ្នាវាអត់ director រកគ្នាណាគឺវាប្រើនិមិត្តសញ្ញាមួយនេះនៅកណ្ដាលដើម្បីតំណាងថាកន្លែងហ្នឹងគឺជា relationship ហើយបើសិនជាយើងប្រើនិមិត្តសញ្ញាត្បូងបែបនេះគឺមានន័យថាវាជា strong ហើយបើយើងប្រើសញ្ញាដាស់ដាស់ត្បូងវាអត់ strong ទេអញ្ចឹងមួយនេះលោកគ្រូសុំដាក់វាជា user កន្លែងនេះ edit កើតអូខេបានបាន table user មួយនេះលោកគ្រូសុំដាក់វាជា table rule អូខេតោះមកទៀតវាចង់ relationship គ្នានៅត្រង់នេះអូខេហើយវាដេញមកត្រង់នេះអញ្ចឹងយើងអាច edit relationship នឹងបានប៉ុន្តែក្នុងនេះដូចជាអត់មានទេដោយសារតែវាអត់នេះឲ្យយើងទេអូខេវាមិនមែនជាប្រភេទ relationship ដោយសារលោកគ្រូយក flow chart diagram យកមកគូអូខេសូមមើលក្នុងនេះសិនមានអត់អូខេមានមួយនេះចឹងសូមប្រើ symbol បែបនេះណាអញ្ចឹងលោកគ្រូយក one អឺកន្លែងនេះអត់ទេកន្លែងនេះសូមដោះវាយកណាន់មកដោយសារតែវារត់ចូលទៅក្នុងរបស់យើងសិនយ៉ាប់អញ្ចឹងនៅខាងនេះជាមួយនេះគេមួយនេះយើងយកតកតងជាមួយនឹង one អញ្ចឹងវាចេញ one ឲ្យណាអូខេបន្តមកខាងនេះអូខេយើងយក menu ដោយសារយើងចង់បាន menu អញ្ចឹងលោកគ្រូសុំយកនិមិត្តសញ្ញានេះចុះហើយលោកគ្រូនៅកន្លែងនោះយក menu ដល់មកកន្លែងនេះមិនក៏យក one and menu អញ្ចឹងមានរូលមួយអាចមាន user មួយឬក៏ច្រើនតាមនឹងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងសួរថាតកតងជាមួយនឹង relationship relationship យើងគួរដាក់ម៉េចអញ្ចឹង relationship ត្រូវចាំថានៅក្នុង chain notation គេប្រើកិច្ចការសកម្មឲ្យតែមានសកម្មភាពដាក់វាមក rule
haste user chẳng dừng đặt haste mà mình đây thế ok rule main user rồi có dừng đặt tham manage chẳng user mùi nâng thử manage đổi rule nè thôi nát chẳng ai đặt chỉ kê giả sạp nà mùi để được ọc nế kết thế với symmetry kia chỉ mùi relationship bởi dừng còn bà tế công hở ok bị thả sân bị mục thì họ tha connection rồi có dễ rung hỏi ta chỉ niêm ọt vô cái lại nâng thử thế chia cái giả sạp đạch hạt ok chẳng khỏi bị ban attribute hai sorry entity hai thì ọc nha tự define attribute màu khăn nông rôl ní mean attribute chừng nguồn pi chẳng dương tiên overall ní chừng nguồn pi màu thế thì mới cứ id chẳng id ní tiết sao thử đã set viên tới chia underline mean bật toàn pick home để sao để viên chỉ primary key toàn đắt ok chẳng cụ xong copy pi để sao viên mean pi hai bật toàn mà tiết cái mean ai tiết cứ user rule chẳng dừng đã user rule nông năng mua tiết mà rule name ok ok chẳng là ní id ta dial hay dừng time khẩn lòng mua tiết cứ tẹt tông chỉ mùi nắng username thì chẳng nick admin control u tiết tế đỏ under ok và to mà tiết viên miền password chẳng xong đặt nó khẳng lỡ ok to bị password hai viên miền tẹt tông chỉ mùi nắng ok rule ok column name rule bởi dương chẳng hạn này đã tôi chia foreign key chẳng foreign key mình đây thầm mệnh mình và toàn bị khổm hơi trọt trọt còn bởi này khả năng ní ok dương ngọt ai phở underscore hơi đặt và toàn trọt trọt ba nể ok bỏ miễn dương ai tự hổ mớ bởi này bỏ miễn tế dương phở Việt Nam nâng tầng ok ở mưa cho chơi ở miền tế hết underline ok ở đây gradient ok chẳng ai thở phân năng tất ok chẳng dừng chọn đáy trường viên máu ok tiên connection cho máu ok chẳng được nông connection vào viên ý cứ kì ọt phở chỉ mùi năng relationship tế để xa entity chỉ mùi nắng attribute ok men entity là entity vậy hay style này dương ai đồ via do tròn máu ok chân xem đẹp cáp hở chỉ mùi nắng attribute đây là entity cứ cái hở tròn hoặc hở viết tế rồi còn đang học niệm hở viết các bạn này học chỉ bằng hai ai tiết còn đây về khá dương mưa tới viết sạch chân về dương đặt thoáng thoáng tới viết sạch chuyện chẳng bị khỏi bởi lực hữu ai tùm rung chìa chen rồi có tùm rung chìa cổ phút đó khi vô viên từ bảy bạp nâng thế chẳng ai phở tam về thi xa nạ của bạn đây ai thể chênh là tập hồn mọi được khi còn đây chen là thế chân vì bảo bạc mùi cứ tưởng ở khi bảo bạc nông ca cầm nọt ok kẻ tương chủ mùi nâng đã thật hại chẳng là bê đài tưởng ở khi set bài nâng hai thử cầm nó đa ta thai tiệt à chẳng không đi admin lại cầm nó đa ta thai vậy chẳng thử flexible luôn ấy thế đa ta thai viết cua đa tua chị ấy tao đắt có phải tay bây dương phở tẹt tôn chụp mùi nâng grow food với dương ai cầm nó đa ta thai không nâng sạp ok chẳng là phụ sử mẹ cha vô grow food vô tập hở tờ tại sao mình miên đa ta thai sạp ok thế vì ơi export đấy chân ca nghe dương miên phân nâng cho ốc ni ai complete ca nghe nâng ngay lục hữu tích máu hay to bị nâng tiết dương cho đo vẹn flowchart mà đọc ok chân được nông flowchart lục hữu nâng ai chia concept tới hay tầng ốc ni thử convert viên tới chia form design hay nâng process chạy sài này tầng ốc ni kết tha system vào tầng ốc ni viên nâng đồng nạ ca tự bài nâng ok thì mình đặt cho tế thì mình đặt cho kia sân
chẳng miền bánh hà ấy nơi cái lại này ai xua bán nè dưỡng ăn miền này tế dưỡng ở hề ăn dưỡng mong ok chẳng chạm dưỡng ăn ở vật chạy sẽ ăn dưỡng lại nè chạm ok từ ở đây ai cho ôn phép lục cụ mặc hãy phương nơi cái lại nâng từ ở đây ok ok chẳng từ ở đây ai phở prototype bài này do từ implement bật thay nâng không nâng chẳng dưỡng login dương phở code bài mệnh ở đây cho căn mà actual đại dương phở user hay những rule theo bỏ pi mình nhận ok hay tại tôi mới remember dương phở code PHP mấy trong bây ai remember được save password dương bằng hay username đừng password bởi dương thật ta dương thường mấy trong bây ok ai phở tại tôi chỉ mùi những username bởi dương nắng hay password bởi dương nắng đại miên được không database nắng ok, đồng bấy check phía tìm toát hãy login được lại nhiệm bản toàn át ok chẳng miên bản nâng tệ tôn chìa mùi nâng ca nghe bởi dương sự nghiệp sắp và đá cỏi hãy tính tiết là khu nâng tự cu tệ tôn chìa mùi nâng flowchart ôi mùi tiệt tha viên thử miên ích lạc thử input bài mấy thử store tục nông đại tập bài mấy thì thử phải chọc bài mấy ok, chẳng dương anh bà to tiệt bán chẳng tầng ổn ní cư symbol bộ flowchart đại dương prà hay chữ tu tới dương phở ni mùi chia process chân roll process hay tưởng ớt cứ dương phở nặng ok thì họ thà lock in tới miền process mũi trôi từ can dashboard hay chân dương ai phở nặng bạn thì pi là cái này nè decision rồi gọi dương hai thà condition chân dương chọn đặt lệnh hành ấy về lock in dương thà check mưa username check mưa password chân dương ai phở decision nặng bạn và tao mà tiết nơi cái này nè vì miền pi document document đại miên rút mùi chứ ok chẳng là nâng chia bậc hết document thông mà đại hay nó bây đại dương khơi miên rút pi rồi cơ chờn chứ chia bậc hết multi document rồi có multi report đại dương ai dô bia mà phải chạy phép kế nó có nông system dương màn đại và to mà tiết dương miên overall nè overall nó cứ chưa chùm nói start nâng chùm nói stop ok chẳng có nông ní vì miên mùl tử tế cycle hay nâng overall chẳng phở mùi nà các bạn này bên đây chỉ tôi tới khi cái phở cho mùi nấng cycle trở nên chuyển to mà tiết cứ mùi ni cho mùi ni cứ chia terminator thì dương trong thư terminator cái này ấy dương ai phở ở mùi nấng bàn hai mùi ni chia preparation chân dương ở sơ phở màn tế ok hai mùi ni cứ delay chân dương trong ở system dương delay thầm man ấy thầm man ai phở tệ tông cho mùi nấng symbol nấng là mấy này hai mùi ni tiết cứ summing junction chẳng chạy sẵn lúc của đại phở tế để tôi một cái lấy nâng chẳng xông hụt từ hồ cái lấy này dương pra chẳng mùi đi mùi process decision document start and stop hay nâng terminator hay mùi đi tiết cứ data rồi cái dương hào thang input chẳng là phê đại dương lọc in dương mình thở ca thua input mùi thật lắm chẳng như ai phở thì mất sở nhà mùi nâng rồi có mùi đi một manual input ok chẳng ai phở pi nâng mùi nào các bạn này cứ khơi nhé cái đăng thay dương thở input data cho lại hai nâng nếu mất sở nhà mùi tiết nó cứ mùi này database nâng bây để dương store data cứ dương đánh khác thời đập phở mùi nâng database ok hai dương miên nếu mất sở nhà này mùi tiết ok nếu mất sở nhà này ai chờ lắm cho mùi nâng data store rồi có database bởi dương nâng ok bởi tay bây chia predefined process chẳng mà dương miên process để dương phở cái nông tùm rung predefined phở mùi nâng mặt ok mười mười này tiết direct data mình đây là mình mình đây ha dương direct query chỉ mùi nâng database bởi dương chứ dương ai phở chỉ mùi nâng symbol mùi nâng bảng ok hay mười này tiết cứ store data chẳng là bây giờ được như thưa ca insert thưa ca update delete thưa ca store data ai phở này mất nhà mùi nâng bảng là mình phải chạy tha data những thưa bạn store store tên này cứ cho database hay chẳng tới mười này tiết cứ internal storage chúng như mình storage a nơi lưu memory nơi lưu AR data dương môn phi để hội cho căn database cho các data layer ấy nâng chẳng ai phở internal storage nâng bàn mới này cứ sequential data lục hữu đôi ở sơ prao đáy nó có lại nâng có ở thlo phở về đây hay mới này cứ khác ok mới này cứ tab chẳng sẽ ở phở ấy display chẳng dương chọn output display ấy dương ai phở mới nâng bán mới này ok manual operation có thlo phở đấy merge or storage ok chẳng mới ni extract or measurement
mùi nít collect còn phở đá ok cycle nít còn đá ok chân 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 nít cứ parallel mode mùi nít transfer mùi nít cứ annotation hay là mùi nít cứ flow line của dự chân mùi nít cứ bit direction flow line ok chân lưu xong phở tại bà xì flow chart và dương tế ok tìm mùi xong phở cho mùi đừng start ok chân như ai select lưu bia máu chúng ta mang start mùi này nè chế lúc xong bởi rộng về tùy tích để xa tại flowchart riêng với ai những từ và năng chọc ok chế lúc start ní ai từng ốc ní ai đô po việc bán việc po na để dừng cơ thể cho chất tức ok hồ mưu nực nông để chỉ ở mình po mình này phil chẳng phil dừng ai dừng po kiểu rồi có po có họp ok chẳng mùi tiết tại tôi mùi bọt đờ bía hồ mưa sân ok ở miền lại cầm nọt bọt đờ tế chẳng tới sân tới chẳng khỏi vì miền start hay đó khí thử thầy miền stop vậy chẳng như đã start mùi đã stop mùi đã khăn khổ mà ok chẳng chẳng nói như cứ start STA ok chân bởi dương phở cho mùi nâng xo tiết vì ai nâng bỏ bạc mở chân xong start hay nâng stop bắt phở xo nè khỏi tưởng hóa đơn đăng hoa tận nơi kháng lớn cứ start đây chân nơi bê đầy chọc nơi kháng khổng cứ stop vậy ok bởi tòa mà tiết nơi bê đầy dương start program chân form login viên nâng pop up trên màu ấy rồi cái chỗ website chân form login viên nâng bà hành khuôn màu chân khỏi vì bà hành khuôn màu hay dương thua ấy tiết chân là cũng xong mọi tưởng hóa thua cả input input ta lại mùi màu ok chẳng bỏ lấy như thỏm đà máu fill ok chẳng thưa ca input data mùi chẳng input data lại ní là phụ xong data ok user để sao vì bỏ đi kia từ đứng bạn chỉ ọt chính xong rồi bỏ khám mà quýnh ok user input chẳng xong đặt phần năng á ok chúng ta tập đi đồng học này input hai viết thư máy tiền ok hay nơi cái này ok muốn về đại dương input năng viên process ai ở trong process viết cứ thư ca nghe mùi nông cá ok generate form login dân tờ chứ những time process hàng lừa đi mùi mà trong process là phụ xong phở chi bài này dương ọt phở tùm rung chia cả rể ok chân xong đặt thá login form thể rồi cái dương đã chỉ dù ở bởi dương ngay chân tử ra xong tập phần năng sấn ok và to pi dương thư ca input hai thả ta miên ai tiết nơi cái lại nè chắc nó pi này dương input data há dương thử phư condition mua vậy cứ check mưa tha username nâng password nâng thử ọt ok chắc dương nâng thư process mua nâng kháng khổm nâng tiết cứ nơi cái lại nè ok há dương phải chạy phép kia đã check đó ok check trên cái đằng này thay dương check username nâng check password ok chân và to bị check hai dương tên là tiền lớp xong ở phở line đồng bóng tới lươn chiến ok ôm mà chọp này máu chân bị ní chọp mà này tiết ok bị ní chọp mà khẳng định tiền ok chân nó bị để check tự học nha phở condition mình hãy thử check lưu ích lạc chẳng dương mình check username nâng password và username dương thở password dương thở dương tên nạ tiệt ok chẳng username dương thở password dương thở dương ai cho tới process nam mươi tiết máu cứ ní dương vô process nam mươi tiết máu ok đó ní cho tới đó dashboard ok chẳng dương nâng min dashboard mới nâng trong system của dương nâng anh chẳng xua tha ôi tờ quay username thử password thử đơn giản tới dashboard mến xem em login bởi tờ học này chẳng bởi tờ học này đã ở đây là khu nhóm check credential tiệt thả ta username nâng min rule chỉ ấy chỉ administrator chỉ user chỉ cashier rồi còn chỉ sale chẳng tới chẳng bởi dân thua một student thả ta rule nâng chỉ ấy Director, Deputy Director, chia và thiên ca giả lại sắc xa, chia crew, rồi có chia em xe như vậy.
chẳng đôi lúc cụ lọc in cho Aga Institute chẳng lúc cụ miên tuần tiên chữ cụ chẳng phê lọc cho đạt sở bọt bọc cụ chẳng bởi cả giờ lại sạc xa lọc cho đạt sở bọt bởi cả giờ lại sạc xa bởi sơ lọc cho đạt sở bọt bởi sơ chẳng lại nâng dương đạt credential lời vì rồi có lại check nếu dương thở miến ok process A mùi tiền đây bạn đảm bấy ai phương ca nghe chụp mùi việc bạn chẳng xử mẹ process nữa lại ní lúc cụ check tập bì ấy cứ user nâng administrator thật áp ok chẳng bì đại dương check ok bì bạp nâng chẳng dương ai time process nó khẳng lưu nâng cọc bán rồi cả dương bì con nâng kết nó lưu line bà dương nâng cọc bán đại ok chẳng bởi yes dương bán chạy nguyên tới chỉ bì đặt spot ok bà xin chỉ no ok dương ai biết thua ai tiệt chẳng là dương check lại khăn Jason chẳng giá mình đây là ok nè chẳng phải to bị ok hai cứ dương đạch về bình máu lúc xong phải đạch cho sân ok chẳng xong phở tìm muối cứ rút tờ dashboard nó lại nế Ctrl C V mươi tiền máu hai nắng cho tới ok tệ tương chỉ mùi nắng navigation rồi có user dashboard ok chẳng mới ní xong cho tới ok user admin administrator dashboard ok chẳng nơi cái này ní dương thử miến ok và toát màu bị ok toát mũi tiết yep dự tiên nhìn đi mà khổ máu ok tiên về smart kia ok chẳng vì trên dạy định kia có vấn đề dạy mũi cứ không tùm rung user ok dạy mũi tiết cứ không tùm rung admin ok ok chẳng khỏi bị dương cho admin ban hai dương cho từ tẹt tôn cho mũi user ban hai chẳng tha ta từng học ní, ai system và từng học ní nó tên là tiền, rất là thua ai tiền, tao nát. Chân sự mềm lúc cũ cứ order system nhớ cứ thở bán stop vậy, chọn process thầm nặng. Chân dương hồi nguyên màu in màu, rồi có màu stop bên màu. Ok, chân là ní dương tiên về sàn màu, đừng dọa bài mi vánh, dẹp, ok. Tiên về có bài cái điện tích. Oh, sorry. Là tâm phật thở máu cứ về xuống chiều. Ok, bấm đi. Ok, mới đi trên line chẳng tới chẳng tới ghế. Ok, edit tệch. Lục xong lục line đi chào mùi sân. Hồ với thi xa, lục ở toàn khởi. Thế chân tiên nguyên màu từng phi máu hay nơi này cả đàn ấy dương ảnh đặt thà ok user ok này mới ní dương ảnh phải chạy phép việc thà chỉ administrator rồi cả admin đấy ok và tao mà tiết dương tiên nguyên đặt nơi thì lọc cả đàn máu ok tên lệ anh em không tích em em mình spec ok chân không cái này nếu dương ai ở yes chẳng là bây giờ system dương yes cứ dương rụt từ bạn này thì chẳng system dương khỏi bị cho đặt bỏ thái cứ chọc vậy ở bên này tia thì chẳng càng nghe khỏi chẳng dương thôi và to tiền ok thế chẳng là lỡ thương mấy ai ta cho đặt bỏ pin nâng bàn sân tới cứ complete homework one và dương nhưng chẳng càng nghe và to tiền à lại check nè thà ta nó bây giờ check nâng cứ từ học nia ai biết thôi mấy và sân không lẽ hành mùi cứ nổ username nó ngọc miền này password nó ngọc miền này ok rồi có miền username quay password ở thử chân thử thương mệnh ok chân thử đồ password thử mấy rồi có và các user thử mấy ok chân lẹ khăn mối tiết dương ở toàn rồi tự đo reset password đi ok để sao reset password thử ca ô miền tệ tông chung với server miền ape anh ấy nhảy trở tiệt chính như còn để chọn hai quarter bậc cao password bậc cao register thôi
rồi có và các user thứ mấy cho bản thân dương cơ tha ở trong system nhóm via lên security bạn đây cái toàn log in hoặc cái ai và các user chị administrator bán chị ấy bán chứ và sân chia cái này nên nấu dương hỏi về root máu input mà đóng tiền máu thì cụ vị up tới thì bảo hàng khỏi up tới đại chân sông vô permission ok vị chọn thế được không mày điểm tiền bàn chết ăn màu tế ok tiền bàn ấy chân được không đi ok lúc hữu ai process muối cứ ở việc bàn đấy ok ở việc bàn đấy đi tế mình đi thế việc bàn đấy lock in lang quỳnh chân bơ lại đi nấu chân này ấy còn là từ lock in lang quỳnh bỏ thử tới cho system mặt bàn này ok cho xem em cái này register nè nè lúc hữu đang không tụm rung administrator này chân nhưng bật hai mũi tiết cứ register for ok chúng nó bây đại dương châu tới khi nông đã sập bọt bàn trên đó khi mình xét từ phía càng nhiều mũi cứ register trên dương cua tem phở xin bỏ mũi nhé xin mẹ ca register tẹt tôn chụp mũi nâng ok đi bởi dương tẹt tôn chụp mũi nâng user register bởi dương trên dương thử miên ta tập bê mũi ok rồi gọi dương phở thẩm data store sân có bàn này thể trên example cái này đi sân chó miền đất bảy mùi ta mà tiết dương hồ mơ process mùi máu tha xin bỏ mùi nát để dương cua tại đạn tại tôn chụp mùi đường process ok loop limit ok mùi nát để khuyên mùi nắng cứ đi chụp khuyên miền internal process mùi được gặp predefined process ok chẳng đạn mùi này của bạn đã có mọi tha ở symbol đã đáy ok, chứng nhận phở predefined process mới cứ ok, sẽ xem năng lượng advantage user rồi có registration ok, top map dương hủy data dương châu database map ok chẳng bởi rung data dương châu là tập bê thả ta vi chọc process nữa cái này dưỡng lúc bị chọc xin thế data bê bị khổng vi lõ chiến dạ ok chẳng là bê đại dương hồn cho data bê hái dương ai thua ca nghi A chủ mùi data bê bàn đây chia với dũ và nó ok chẳng đó nên thử miên A tiết thường mình home page mới sẽ mẹ thuê cao ví dụ data khỏi bị đó thì cho administrator và cao sorry cho administrator hay ai register của bạn ai ví dụ data của bạn chẳng được không data bài này ok dừng ai store user chẳng là cụ data thì bị all user ok time rule một tiết chẳng the user của bạn này chẳng được họ đăng thay lại những cụ thường mình rule này chẳng không ní dương ai hở tẹt tôn chụp mùi nâng ok và kê đặt để mất sinh nhà đi máu với ai chia report đây rồi gọi với ai chia ca để triệu data vô một bài hàng đó đó chẳng bị data bê máu đó không ai query chẳng cái này ní ok lục vụ đặt comment mối data query chẳng query data vô một bài hàng chẳng khỏi bị bài hàng hay ok dương ai phải chọc với rồi gọi dương thua ai tiệt được không nè ok, ai update, ai delete chẳng thử miên process mùi tiết đây nữa không nặng thật lắm ok chẳng bật sân chia lực hữu ai đặt update, delete ấy cái lấy nếp ba nó nè nên ha, dương ai phương query 7 insert, update nâng delete nữa lứa registration form, rồi có login, sorry user register form bởi dương dạ ok chắc ai đặt lại nâng mùi kia của bạn rồi gặp lý về tôi mục tiết của bạn này à sài lưu tôi mọc này ok hình chân tiện tương cho mùi nâng data cả lấy nè lực hữu khẳng khổ đặt data bê cho khẳng lưu admin khuyên data bê phóng hãy đấy bạn chia ai lock in bạn
chứ những cô thưa mình chứ là cô sống đâu ở ní tới chia ok mùi ní direct data chứ những connect the can my actual dương toal chứ mùi nắng ok data bởi dương hay dương ai phở chứ mùi nắng retrieve rồi có phở mùi view data ok hay bàn phần năng hay dương ai phải chọc về bàn này ok chứng là ní là vụ data data store chứng là sao dương thua cả insert chứng dương thử min store data mùi ok mùi ní là vụ data về user ok phần năng chọc chứng và toa phần năng tiết ok là p dial dương thua cả login chứng dương thử cả phở tẹo tông cho mùi năng data là mấy thua cả login nó thử cả prao chân data nâng ban màu pin nè cứ ban màu pin dương register này hề ta nói còn bạn ấy system the 4 ok cứ min user default p ai chỉ admin ai chia user mua dây để mấy tệ role system được học bên bậc cao form màu hai bậc cao table màu hai toàn default user ấy mùi hãy thưa cả login tới thưa cả browser mà thưa cả register tới administrator vô một chẳng admin này chẳng chia tu tới cứ miền default user không đang mua vậy ta nát ok chẳng nếu không ngại input nè rồi còn nếu không chỉ lo login form ní cứ rồi còn chỉ lo à check ní nhưng ai đặt data store nên đang mua bạn ok chẳng ở tiêu hot ha nhưng ok user input chứ dương ai đặt data store mùi ní sorry data store mùi ní store data chứ dương phở mùi ní bình chứ là khu phở ác hàng khổ mùi ní mình có thử đây vô ní mật sinh nhà ní thử chuyện ok chứ dương miên database này ní mùi để dương hai vô viên một tiêm toát chỉ mùi nắng input bàn để dương phép kia tới user data ok chẳng hạn đi xong đồ về tới chỉ hồ mưa sẵn miền trang ớt ở miền trang bàn tí ok ở miền trang này chẳng xong hồ mưa như vậy store data store user ok phần nắng ok phần năng chọn ok chẳng ai dùng về tụt tích máu dẹp chẳng system dưỡng cư miên phần năng chẳng tổng ốc này ai thư tệ tôn chủ mùi năng login form và tổng ốc này chủ mùi năng dashboard chủ mùi năng user registration hai cú flow chart màu ở trong bài follow tam bộ lúc khủ về tôi nói là sai lứ ok process và tổng ốc này trong thư bài mình chứng toàn lại năng á nè nghiệp bật ha ở là khu nhóm đang thư tam khoản sắp này vô flow chart tam này tìm mũi đó thì mưu flow chart này tới đó thì thử miên form chuẩn luôn của màn lọc in mũi ok register p ok user dashboard 7 admin dashboard 4 đó đó chứng thử miên buồn form nồng nặng dạ view nâng có được cái này còn đây dương ai đặt nó lưu administrator đặt sở bọt tới chẳng cần dương log in cho tới pub và hang form user trên mạng miền theo bỏ mỗi store tục user all user tới hay miền edit nâng delete từ lưu user mùi mùi tới đặt chỉ icon tới bàn này tại đó chẳng dương còn tại mơ process hay dương ai analyze form tạm nâng ok chẳng toán đó nè chẳng đi chia process mùi đại lục của chọn ở trong học nhiệt vực hay nó có nông form đại lục của ban đặt môn nâng mình rồi có cung môn nâng mình tùm rung chỉ login mình nâng ok mùi nè chẳng cùng rung là khu cứ chọn cung tới đó buôn nâng tại đó bạn đây bỏ cung tiết vì ốc màu nâng cả cung flowchart đấy chẳng dương miên tùm rung bài này mùi
chẳng lọc in nhưng phở tùm rung bài nâng tức bàn này chứa dashboard trên tùm rung bài mạch chẳng đây là khu phèm chẳng cứ vô admin LTE vô mật phở hả chứ tẹo tương chứa mùi nâng form dashboard bộ user nhưng phở dashboard rung màu còn đại chôn tới đó dashboard admin vô mà hàng user hai miền option mỗi cứ ai bạc cao user bạn còn bản tay nếu không form user vĩnh là bây giờ dương cho tất cả viên tê tử hai hàm bột tông user để dương tặng ai và các bạn nó ở viên đi sở bỏ chào tử toàn đó chả nâng cứ check condition vẫn nâng tất bạn này toàn đó ok chân sắp ra khỏi khỏi tới lực hữu đừng bỏ chia concept tử chân hay đó đi implement mỏng ok chân tử vĩnh phép sử mạng chất crom dương hai ai nâng lực hữu đừng bỏ video này chún ok thật không group chân tử đi ai mưu video và đá hãy phía xa cổng thư viên và đặt ok chẳng ớt khoa là đồng ớt đi phở MySQL phở PDO MySQL I là mấy connect rồi có implement code mấy hả copy về ni cắt về nu ok rồi có design form phở bootstrap phở phân xâm phở ấy cứ dừng ớt phở đau từ lượng là nghề đau sẵn khánh từ ớt đi thư ban 8 flowchart để kịp phở ớt ok mùi tiên flowchart ní có lực hữu ớt là cái này ha dương thử follow tam nâng từ học đại trà say lư từ học nia dù bàn phần mạng hay phần mạng còn đó ok rồi có cả design bởi từ học nia design bao mấy các bạn để flowchart nâng ở từ min start stop ok process input data store hay nâng report ở từ min thiết buôn nâng châu chân trâu từ học còn đó chân lực khu design flowchart này mình có thật trâu mà nói việc rồi tế có vấn đề sống khán cứ từ học này vô bị process nâng cho mỗi kinh nghiệm thà họ mưa tập phần nâng tới đăng thầm mình buôn phòng ok mưa phần nâng tới đăng thầm bạc cao thay khoảng chắc là nâng cứ ok sau đó mọt thay dương ai sắc xa bị flowchart bà này hay ai tự implement form bà này ok chân mình tập phần nâng tới xử mẹp ngay đi hay từ học này ai từ và to cho mỗi nâng sắc cốt bởi dưới mười mình tiết để tôi mỗi sọt cột và sân chỉ lục hữu nhung implement code đặt chơi nhỉ chứ ai nào xong lục hữu bán lục hữu xong chui khẩn sập rồi có bỏ link rồi có bỏ phải check nè chỉ xem phò loại phò ok chứ lục hữu nâng check tam nâng hỏi và tỏ tiền ok chứ xong và chọc phần nâng cái này dương mình